Mới đây tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội thảo phát huy tiềm năng, nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi những nội dung, cơ sở lý luận về phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước, thực trạng công tác lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong việc khơi dậy và phát huy các tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ góc độ của các địa phương, đại diện một số tỉnh như Khánh Hòa, Bắc Giang, Bạc Liêu đã đề xuất giải pháp đẩy mạnh liên kết vùng, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp, phát huy vai trò vị thế của địa phương trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, ngành, vùng và sản phẩm chủ yếu theo hướng hiện đại, đề xuất các nguồn lực phát triển những sản phẩm có lợi thế so sánh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kết quả, hội thảo sẽ là cơ sở khoa học thực tiễn quan trọng, Ban Tuyên giáo Trung ương thêm cơ sở khoa học nhằm định hướng thông tin tuyên truyền kinh tế trong thời gian tới.